Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, sự kiện quan trọng trong tuần lễ vừa qua, một trong những thành viên cao cấp của công ty Huawei, đó là bà Mạnh Vãn Chu, đã bị bắt giữ tại Canada vào cuối tuần vừa qua. Sự việc có thể nói đưa đến một trong những cái vấn đề có thể đi đến những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giống như là Canada. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã tuyên bố rằng ông sẽ làm bất cứ tất cả những điều gì để bảo vệ công dân của Trung Quốc ở tại hải ngoại. Và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng sẽ còn bằng tất cả các gọi là cái nỗ lực cần thiết để bảo vệ cho bằng được người công dân của họ khi đang bị bắt giữ tại hải ngoại. Bà Mạnh Vãn Chu trong một chuyến quá cảnh ở tại Canada thuộc thành phố Vancouver đã bị cơ quan nhà chức trách của Canada bắt giữ. Và đến bây giờ người có thể nói là có nhiều quyền lực và uy quyền của công ty Huawei đang ở trong tình trạng bị giam giữ tại một nơi thuộc Bộ Tư pháp của Canada. Quý vị theo dõi thì quý vị đã thấy tất cả những cái sự kiện liên quan đến bà Mạnh Vãn Chu như thế nào nào? Ngay sau khi cái tin bà Mạnh Vãn Chu bị bắt thì thị trường chứng khoán đã dao động rất là nhiều, là bởi vì những cái người quan tâm lo lắng rằng là cái sự kiện này nó sẽ làm trở ngại cho cái vấn đề điều đình mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang được tiến triển có vẻ thuận tiện hơn. Thì cái sự này nó bùng nổ ra ngay trong cái buổi tiệc do ông Tập Cận Bình và ông Trump đã họp mặt với nhau ở Argentina G20 vừa qua. Thì chúng ta thấy được rằng tình trạng mậu dịch đã bớt căng thẳng là bởi vì Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Trung Cộng đã tuyên bố rằng cái sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề mậu dịch và họ sẽ tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ để mà tìm một cái giải pháp cho mậu dịch, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, cho dù bà Mạnh Vãn Chu không được tự do ở tại Canada, nhưng một trong những sự kiện quan trọng trong 90 ngày tới đây đó là vấn đề cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ liệu giải quyết được như thế nào. Tuy nhiên, đến tất cả những cái tin tức bên phía Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Trung Quốc cho biết rằng mặc dù có sự mâu thuẫn qua việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, nhưng tất cả những cái tiến trình để trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia trong vòng 90 ngày nay vẫn được tiến triển và có thể nói là hiện nay chúng tôi đang đạt được một cái giải pháp tốt để có thể nói nối lại cái vấn đề mậu dịch giữa của Hoa Kỳ ở trong tình trạng bình thường. Nhưng trở lại ở vấn đề ở tòa án, thưa anh Donald Trump, thế thì Mạnh Vãn Chu này có hy vọng được tại ngoại hay là không? Dựa theo Mỹ nói với chính phủ Canada rằng bà này không nên được tại ngoại hầu tra vì lý do là bà hiện giờ có khoảng at least tối thiểu là khoảng 6 đến 7 thông hành. 7 cái giấy passport. Vâng, giấy thông hành á. Thì qua cái giấy thông hành này á, là bà đi, tức là khi mà thả ra bà có thể dùng những cái thông hành khác để bà trốn đi. Nhưng mà bà thì bà nói là bà sẽ không bao giờ trốn. Nhưng mà không biết là bà có trốn hay không, nhưng mà hiện giờ là ngày hôm nay thì tòa án Gia Đa Đại sẽ quyết định xem là có nên bà tại ngoại hầu tra hay không. Vâng, kính thưa quý vị, việc mà có thể nói là dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Hoa Kỳ đó là một trong những cái vấn đề chưa được đề cập đến bây giờ. Tuy nhiên, một trong những sự kiện quan trọng là liệu bà Mạnh Vãn Chu có được tại ngoại ở tại Canada hay là không, câu trả lời đến bây giờ thì chưa hẳn như thế nào. Nhưng sáng nay thì một phiên tòa tại Canada sẽ quyết định gọi là bà Mạnh Vãn Chu được tại ngoại hay là không. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đưa ra một trong những lời tuyên bố, Bắc Kinh sẽ không có một cái nỗ lực nào để bảo vệ chống lại bất kỳ kẻ bắt nạt nào vi phạm các quyền lợi và hợp pháp của công dân Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, ông Quang Di, tôi nghĩ rằng là ông Vương Nghị là Bộ trưởng của Ngoại giao của Trung Quốc, đã nói tại một hội nghị ở Thượng Hải như vậy. Ông Quang đã đề cập đến giám đốc điều hành của Huawei, đó là bà Mạnh Vãn Chu, và ông Wang Wanchu, người đã bị bắt tại Vancouver với các cáo buộc liên quan đến các vi phạm biện pháp trừng phạt thương mại đối với ARM. Nhưng một phát ngôn viên của Bộ nói rằng là Liu Kang cho biết rằng
ông Quang đang đề cập đến những trường hợp mà tất cả những người Trung Quốc ở nước ngoài bao gồm cả Mạnh Vạn Chu. Thưa anh Phát Bùi, lẽ nhiên chúng ta sống thì phải có một theo luật quốc pháp quốc tế, nhưng liệu cái vấn đề mà sau khi Canada bắt giữ với những cái bằng chứng cho thấy rằng bà Mạnh Vạn Chu và công ty Huawei đã có những vi phạm qua cái thỏa thuận gọi là được ký kết giữa Iran và Hoa Kỳ và sau đó đã hủy bỏ, thì liệu bà Mạnh Vạn Chu có bị dẫn độ về lại Hoa Kỳ hay là không ạ? Điều này nó rất là khó khăn là bởi vì Hoa Kỳ và Gia Na Đại có những cái thỏa thuận về vấn đề dẫn độ. Thành thử ra nếu mà Hoa Kỳ đã đưa ra được cái bằng chứng rõ ràng là bà Mạnh Vạn Chu, công ty của bà đã vi phạm về vấn đề mậu dịch với lại Iran, thì Gia Na Đại không có một cái lý do gì mà không dẫn độ bà Mạnh Vạn Chu đưa ra cho Hoa Kỳ. Và cái điều này nó gây ra một số khó khăn là bởi vì Trung Cộng có thể cũng sẽ trả đũa lại Gia Na Đại cũng như là Hoa Kỳ bằng cách là sẽ bắt những người dân khác mà đã phạm tội ở những quốc gia trên thế giới mà đáp đi ngang qua Trung Cộng, thì Trung Cộng có thể cũng sẽ bắt bớ để trả thù. Và chính cái điều này Trung Cộng cũng đã hăm dọa Gia Na Đại rằng Gia Na Đại sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho cái việc làm này. Nhưng mà trở lại trong 90 ngày tới đây, thưa anh Donald Trump, qua vấn đề trao đổi hàng nông nghiệp của Hoa Kỳ đến nhập khẩu tại Đức, Trung Quốc, trong đó tất cả các loại máy móc, xe cộ và đặc biệt là từ của Đức với Nhật, nhưng đặc biệt là tại Hoa Kỳ, thì hàng rào thuế quan của Trung Quốc sẽ giảm đi 40%, còn lại có khoảng 15%. Nhưng mà cái vấn đề bắt giữ bà Mạnh Vạn Chu này tạo nên một cái không khí căng thẳng, liệu tất cả những cái sự kiện đó có được duy trì trong vòng 90 ngày nay hay là sau 90 ngày tới sẽ coi như điều hủy bỏ, thưa anh Donald Trump? Tất cả như là bên phía Trung Cộng cũng như Mỹ nói là cái việc mà bắt bà Mạnh Vạn Chu là không liên quan đến cái trade war. Yeah. Thành ra người ta nói như vậy, nhưng mà bên trong nó có ảnh hưởng không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là bên phía Mỹ muốn là bên Trung Hoa phải giải quyết cái vấn đề mà mậu dịch. Và người ta đưa nó gọi là cái hard deadline, tức là không thể nào mà qua được 9 ngày, qua được cái chị mùng 1 tháng 3 là phải giải quyết xong. Nhưng mà thưa anh Phát Bùi, trong lúc đó thì chúng ta nói đến một cái hệ thống viễn long viễn thông được rắp ráp của công ty Huawei. Liệu cái hệ thống viễn thông đó nó có liên hệ gì đến tất cả những cái giới chức tình báo mà họ lợi dụng sử dụng việc mà lắp ráp tất cả những cái hệ thống viễn thông ở trên toàn thế giới để tạo nên một cái mạng lưới tình báo của Trung Quốc? Điều đó có làm cho Hoa Kỳ gây nên cái sự bắt bớ và một trong những giám đốc tài chính của công ty mạnh của Huawei không thật? Điều này cũng có thể xảy ra, và công ty Huawei, một trong những cái cáo trạng của bộ mậu dịch của Hoa Kỳ là công ty Huawei đã giúp cho Iran một số những cái vấn đề tài chính cũng như là những cái hardware để mà có thể thiết bị những cái hệ thống về internet cũng như là để mà theo dõi những cái hacker ở trên internet, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chuyện bà Mạnh Vạn Chu. Chúng ta chờ xem sáng nay việc trước tiên liệu bà có được tại ngoại hay là không, và sau đó kế đến là chúng ta nói vấn đề liệu Hoa Kỳ và Canada có đạt được thỏa thuận là dẫn độ bà Mạnh Vạn Chu về Hoa Kỳ để xử lý theo những cái cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hay là không. Đó là một vài trong những sự kiện mà chúng ta đang theo dõi sáng nay. Trở lại một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cũng đề cập đến rất nhiều trong tuần vừa qua, kính thưa quý vị, một trong những nhân vật có thể nói là đầy quyền lực ở tại White House, đó là tướng John Kelly. Tướng John Kelly là một trong những vị tướng hồi hưu. Ông đã tham gia nội các của Tổng thống Donald Trump ở chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội an, và sau đó ông được chuyển lên đến White House để ảm nhiệm chức vụ chánh văn phòng. Và kính thưa quý vị, trong thời gian qua trên một năm, ông đã làm được tất cả nhiều cái công việc, đưa lại một cái sự tình trạng ổn định trong cái công việc sắp xếp nhân sự, cũng giống như bảo vệ tất cả các chuyến đi ngoại quốc của Tổng thống Donald Trump. Nhưng gần đây, theo lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thì hình như ông đã đến tuổi phải retire, và cuối năm nay thì không còn ông ở chức vụ gọi là chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump nữa. Điều gì mà người ta nói đến là một trong những cái nhân vật nào sẽ được chiếu cố đến dưới mắt của Tổng thống Donald Trump? Việc trước tiên là chúng ta đã nói đến một trong những người mà quý vị vừa thấy qua hình ảnh, một người 36 tuổi đã từng làm công việc là chánh văn phòng cho Phó Tổng thống Mike Pence, là ông Nick Ike. Nhưng mà kính thưa quý vị, Doc Eisen đã không có nhận cái chức vụ này. Thưa anh Phát Bùi, Van Don Trần, thì vậy ai là người sẽ thay thế ở vào cái chức vụ mà ông Nick Eisen đã không đảm nhận nữa, thưa anh?
Hiện giờ thì chúng ta chưa biết là ai sẽ là được cái người mà nằm trong cái danh sách hàng đầu, nhưng mà những người mà được đưa ra là gồm có ông trưởng phòng tài chính của Tòa Nhà Trắng là ông Mitch McConnell, ông dân biểu North Carolina của Đảng Cộng Hòa là ông Mark Meadows, ông Bộ trưởng Hành chính là ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính, vâng. Và Bộ Mậu Dịch là ông Robert Light Leiser. Ngoài ra còn có những người khác như là ông quyền Attorney General là ông Matthew Whitaker. Đó là, thưa quý vị, đó là một vài nhân vật mà có thể thay thế ông John Kelly. Nhưng mà chắc chắn là cuối cùng thế nào cuối năm này ông John Kelly cũng ra đi, thưa anh Donald Trump. Dạ vâng. Tướng Kelly, như quý vị đã biết, đã từng là nắm với Bộ Nội an Hoa Kỳ. Sau đó ông làm việc quá tốt để ông được ông Tổng thống Donald Trump đưa sang làm chánh văn phòng. Thì như là anh Đoàn Trọng và anh Phát Bùi đã nói là ông mang cái order đến cho Tòa Nhà Trắng. Thì bây giờ đến cuối năm nay ông nghỉ. Thì bây giờ cái người mà kế nhiệm ông rất là khó khăn. Tại vì như là tuần trước chúng ta đã nói là ông chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence sẽ vô để mà giúp cho ông Donald Trump làm. Nhưng mà ông chỉ viện cớ gia đình, ông bảo là ông muốn về lại Georgia. Và trong khi ông về như vậy thì ông chỉ là giúp cho Tổng thống Donald Trump là tối đa là 6 tháng. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump muốn đề nghị ông này ở lại đến khi cuộc tái tranh cử vào 2020. Và ông đã từ chối. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chuyện gọi là nhân vật quan trọng đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump. Chúng ta chờ xem, hiện nay thì có 4 nhân vật chính như anh Phát Bùi vừa mới đưa ra. Đó là ông Mitch Mulvaney, là một trong những người phụ trách ngân sách cho Nhà Trắng. Kế đến là một trong những vị thượng nghị sĩ, thượng dân biểu của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Bắc Carolina, đó là Mark Misdock. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên trên tên của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Mnuchin và đại diện thương mại Hoa Kỳ, đó là Robert Lighthizer, một trong những người có thể nói là có một cái kế hoạch cứng rắn đối với chính sách tựa gọi là thương mại đối với Trung Quốc. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.